xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh của Nhật Cường. Lâu lắm rồi nha, mới quay cái clip để làm kỷ niệm. Nay có dịp quay trở lại Hilton để đi show và qua Austin diễn. Thì hôm nay anh em mới tụ lại đây để tạo một cái kỷ niệm, đó là đúc bánh xèo. Đó, nhẹ nhàng mà, nhẹ nhàng bánh xèo chính là đó, bỏ ra đây là cái bánh xèo ngon lành và cái chảo rất là đặc biệt nha, ngon lành. Và hôm nay là cũng có cái món gọi là lương xào xả ớt đó. Nói chung là mình là mê ẩm thực cho nên mình phải muốn ăn phải lăn vào bếp. Bột thì rất là còn nhiều đây, muốn ăn nữa làm nữa thôi. Cho nên nãy giờ anh em ai cũng là quất người là cái rưỡi hai cái rồi, những anh mà cầm camera là quất ba cái rồi đó. Rồi đi cái bánh xèo lên cho thôi. Thơm quá, từ từ nhẹ nhàng đó. Đủ nhớ bạn gì nhiệt bom thì đang cầm cái đường sợi dây đúng không? Bên đi thì mới hút thuốc ngoài xong vô. Tú thì lo tập trung mang ôm cái điện thoại để coi thử có quần áo gì đẹp mua. Nhưng mà Randy không cho mua. Bởi vì là không phải là vì tiền mà vấn đề là đồ đó không có model chứ gì hay hết. Rồi đây có tao model đưa đem qua nè. Dạ đúng rồi. Bây giờ muốn bài gì, hát bài gì? À, hôm nay thì gặp lại cả nhà thì hát mấy bài nhạc chế đi ha. Đúng rồi. Nhạc chế của thằng em bắt được kéo cua vàng đi ha. Cho nó vui vui tí ha. Bài gì hát xong rồi sẽ biết. Bài gì, tên gì? Để đưa thứ lại đây thứ á. Giật giật tí, cha nha. Xưa quen em, đâu nghĩ em đam mê đậm đà. Tưởng em là ngài, nhưng hỡi ơi còn ngài thì em. Ngài tơ mơ màng, làm tan quang khu liền đào. Kẻ về khi đã ta. Thân xác em tiêu hao chẳng còn.
yêu bồng kia đưa bước em đi xa đời anh. Bao nhiêu âm đàn nghe theo cây me mình già, không lối thoát em bước vô ngàn đời nào ra. Không lối thoát đã cướp đi cuộc đời của em. Xì kè ma túy đã cướp đi người tình của tôi. Cần một cái ôm. Cần một cái ôm của ai sáng tác? Nhạc ca sĩ Randy. 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 Hello. Hát. Bài này là sáng tác tặng cho ai? Cho bà xã. Bé Tú. Có những chiều anh ngồi nhớ em, nhìn quá khứ lệ trao không khóc, ngắm tương lai hay mình lẻ loi. Anh rất cần, cần một cái ôm. Dẫu biết rằng mình là của nhau, nhưng xa cách tim này đau lắm. Chúa trên cao xin ngài sắp thương, con rất cần, cần một cái ôm. Cái ôm, cái ôm nữa nha, không có xóa đi niềm đau, tan nỗi sầu, thay buồn trắng. Yeah. Nắng vẫn chưa, mưa giữa ngày, đêm lạnh giá. Khó khăn gì, anh không ngại, tha thiết cần người thân thương. Với gia đình, anh cần lớn. Có những chiều anh ngồi nhớ em, nhìn quá khứ để chào không đâu, trong tương lai thấy mình lẻ loi. Anh rất cần, cần một cái ôm. Dẫu biết rằng mình là của nhau, nhưng xa cách đêm này đau lắm. Chúa trên cao xin ngài xa thương, con rất cần, cần một cái ôm. Camera đạt lắm. Hình như mi hả? Chúc mừng cho Ukraine thắng thần Nga.
Ừ. Ok, rã cái đó, cái tay 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 chuyện mới một tuần, mới một tuần tôi kể lại rằng tôi còn đẹp trai, còn độc thân, còn giàu sang lắm em theo lên mạng vào quanh thì gặp em, thấy em xinh mới muốn làm quen, rủ em đi mua sắm vào chơi trên phố đêm, đâu nào ngờ tan nát tới bờ. Nàng thích hạng nhiều, cứ đòi hoài, làm tôi sắm hoài. Em đòi iPhone, đòi chạy xe, mà xe SH 300. Không được là em giận hơn tôi, bởi tôi thương tôi mơ cho nàng vui. Bạn biết con bán đất để nuôi, chẳng bao lâu lũng vô sâu, thân thì tàn mà da cánh tàn hoa. Thì biết chịu thôi. Rồi em nói mẹ em nằm nhà thương, rồi em nói ba em liệt do, rồi em nói em đi bệnh tim, cứ thương em, cứ lo cho em, đâu nào ngờ vô thế gồng kìm. Đến một ngày tôi đi đánh giày, vậy hả? Tôi gặp lại em, nào hình xăm, nào sẽ bung cánh tết la. Em quay mặt làm ngơ, chẳng hề quen, biết bớt tôi ngu tôi mới chạy theo. Chắc chi đây chỉ chắc cho mình đen, sẽ ăn chay, kiếm chùa nào vô đó tu luôn. Chùa tiền đất một lai á. Thôi, 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 thô
Đấy, bây giờ vô cái đang uống này là vô cái bài gì đó. Những nẻo đường phù sa. Mà chế lời lại. Những đứa ăn nhậu. Những đứa đưa ăn nhậu vô. Mời vô đi, cái này. Chúng ta ngày hội tụ đi. Đây vô mình vô luôn. Vô đó, vô cái vô. Quay nhẹ để cho thấy em cái coi nè, đó. Giờ trong thôn không thấy mặt nó buồn nè, đó. Những đứa đường ăn nhậu là khoảng trong cái ba. Sau đây đến bài hát của Những nẻo đường ăn nhậu của Diệp Bồn. Bài này ai chế? Quốc An hay là ai? Hay là anh em tự ngồi chế? Anh em tự ngồi chế có Quốc An, có Trần Tâm. À rồi. Anh Cường thuộc bài này mà không? Cũng thuộc. Bài này ai cứ hát đi. Hát đánh với bạn. Trong thấy rồi ta lại nhớ, ta nhớ bạn. Chờ tình đầy trong tôi, chúng ta rủ nhau đi uống thôi. Hoàng trong thấy vợ ta vừa như ta không thấy. Vợ mà vừa bước đi là ta. Nếu say ta đi khách sạn kế gần bên. Nếu say ta đi khách sạn có sợ chi vô. Thoáng trông thấy bạn, ta lại nhớ bia nhớ rượu. Chờ tin đầy trong túi, chúng ta rủ nhau đi uống thôi. Thoáng trông thấy vợ, ta vừa như ta không thấy. Ta vừa như ta không thấy. Vợ mà vừa bước đi là ta uống. Vô hai ba. Còn ta đi khuất ta quay mắt đi. Còn ta đi khuất thôi ta cạn ly. Uống đi anh không say không về. Rồi về đây ta cứ uống. Đừng sợ hết đi. Có sợ chi? Nó sẽ ở lầu trên, ở lầu trên. Đến đây ta đi gần xa. Ở lầu trên. Nhà thằng phố. Hay quá bạn ơi, hay quá. Những đám đường ăn đường ăn nhậu không? Hay quá. Những đường phù sa của ông gì, ông gì chết cái ông gì làm. Lâu quá rồi phải nhậu. Bảo Phúc. Phúc. Ta Bảo Phúc, Bảo Phúc. Những đám đường phù sa. Hết những cái phương xa như Nguyễn Nhân Trung. Có một chai rượu thì uống 3 ngày không hết một chai. Nhưng mà hôm nay một chai có thể uống 3 cái này là chủ yếu là chia sẻ để gửi gắm đến cho các bạn nha. Đông đây không đẹp đời mấy ai. Với cái xe đến đây. Những lúc có tiền nhiều kẻ thân trăng. Bao đêm hang hắng thở dài, nhìn lên mà hỏi ông trời. Giờ tôi biết sống làm sao, trời ơi! Ông trời ngoái mặt làm ngơ, vì đời không giống như mơ. Kiếp người phận số riêng ai, trần gian là khó. Đi kiếm tiền phù nhau, nhưng khi có tiền thì tiền cũng có. Có tiền thì lúc chân tay ngàn, lời nói ai.
cuộc sống đua đòi vì một chữ tiền mà đâu. Trời ơi, tí 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 tí. Có tiền thì được làm cha, có tiền mới có villa nhà lầu. Đời nay nhân nghĩa còn đâu, làm gì cũng phải có tiền đầu tiên. Có tiền có lợi, có gì hết tiền. Tôi mê ca, ca nhạc buồn. Tôi mê ca, ca nhạc sống. Để cho lòng bớt nỗi quạnh hiu. Lăn 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 la. Karaoke, tôi rượt hoài. Tôi đam mê, tôi rượt mãi. Dù biết rằng mình hát hỏng hay. Hát hay không bằng hay hát. Nhưng người ta thường nói hát hay không bằng hay hát em ơi. Đêm từng đêm thầm mơ mình hát, hát nhạc Việt rồi hát nhạc miền. Em người yêu này em đừng chán, anh biết mà anh hát không hay, nhưng mà say thì anh lại hát, hát cho đời bớt nỗi chua cay. Anh quên đi. Em cưng ơi anh bảo này,
ta sâu ca một bài nhé, hai đứa mình hát nhạc quê hương. Lăn 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 la, em cưng ơi anh bảo này gì đó cưng, ta sâu ca một bài nhé, hai đứa mình hát nhạc quê hương. Bài của Ninh Điền không nó đơn giản đâu, nó đơn giản nhẹ nhàng, nó đơn giản mà dễ thuộc nữa, dễ thương. Ai hát karaoke thì sẽ thuộc bài này đúng không anh? Ăn nhậu á nó có 10 điều cấm, nhưng mà thường thường ăn nhậu á người ta hay nói là có thằng là chuẩn bị tính tiền rồi á, nó ta đi toilet chút xíu, hút thuốc cũng đúng, ta đi hút thuốc chút xíu, thằng nào cũng trốn tránh trách nhiệm hết. Rồi có khi mà ta ăn nhậu á là phải dùng từ là xe cho đều, nhậu khi mời tới là phải trả tiền đó, đến đủ thứ luật hết, cho nên có khi nhiều khi ta chết cũng gì uống nhiều đâm chết, có nhiều khi mà rót cho mình không rót người ta cũng bị đâm chết. Đúng rồi. Mà uống hết chai không chai khác uống, bốn năm thằng đè đâm chết đủ thứ chết hết đó. Mà bây giờ muốn để biết được rõ ràng, quên là có một người về anh mình là Việt kiều ấy, về nước không dành tiếng Việt nhưng chầu để ai lo. Cho nên đến bây giờ mới nghe câu này nè để biết ăn nhậu thuộc về ai nè, vô. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ dành bằng ai. Vì ai cũng nhậu một vài chai, tính tiền sẽ thuộc về thằng nào. Thằng nào? Phải chẳng may nhờ buổi chiều thì thôi chia đều để nhậu là bền lâu. Phải chẳng chia đều để nhậu là bền lâu. Các bạn nhớ là tiền ai cũng có một tí xíu thôi chứ đâu ai mà giàu có đâu. Nhưng mà ai cũng làm ra tiền mà. Nhưng mà thì thôi xe đều để nhậu là bền lâu. Thấy chưa? Nói chung là rất là vui. Nên anh thành thử kỷ niệm mà nó dài lắm. Thôi đến đây cho nó thiếu gì cho nó hấp dẫn tiên. Nói lời cuối nha, bye nha. Anh này là gậu hứng Lý Qua Cầu nha. Nhớ đăng ký subscribe theo dõi. Xin mời quý vị đăng ký subscribe theo dõi. Nhật Cường xin chân thành cảm ơn quý vị luôn đồng hành ủng hộ kênh Nhật Cường TV, chia sẻ niềm vui và dấu sóng. Video mới phát lúc 20 giờ tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần. Xin kính mời quý vị đón xem và giới thiệu nhiều người cùng xem.